Hải sáng, hải sáng à. Con cháu mình lên sắp hàng trên đề bài ha. Alo, một lời ông bà cô bác đọc bản phẩm toàn đó. Kính thưa ông bà cô bác và anh chị em có mặt trong buổi tang lễ hôm nay, giờ tôi xin thay mặt gia đình mẹ tôi, bà Lê Thị Phi đã lâm cơn bệnh ngặt nghèo, gia đình hết lòng chạy lo thuốc thang và y bác sĩ điều trị, nhưng cơn bệnh không giảm nên mẹ tôi đành trút hơi thở cuối cùng vào lúc 17 giờ ngày 27 tháng 2 năm dần. Mẹ tôi hưởng thọ 100 tuổi, đây là sự mất mát lớn của gia đình mà không giờ bao giờ kiếm được. Nhận được tin buồn đó, bà con cô bác thân bằng quyến thuộc chẳng ngại đường xá xa xôi, kính chúc thời gian quý báu để đền đáp nén hương lòng tịnh tài tịnh vật cầu nguyện mẹ tôi sớm cao đẳng quân Phật quốc. Những thân tình đó tôi xin tập và ghi lòng không bao giờ quên. Chút lát nữa đây mẹ tôi đến nơi an nghỉ, xin nhờ cô bác và anh chị em tận tình giúp đỡ để đưa đón mẹ tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Xin mời cô bác trở lại gia đình để dùng ly rượu đậm đà chung trà thân mật gia đình xin đáp tạ. Trong lúc tan gia bói gói có sơ sót, xin ông bà tha thứ, tăng chủ đồng cảm tạ. Xin hết. Ta hay ta.
Oh,
Chờ Đạo Pháp Hoàng tới đây là kết thúc ạ. Đại hồ bổn tròn xin chia buồn cùng gia đình tam quý. Với chân vui vương đã đi đầu kiếp của kiếp thần và mong khổ lý ngũ của Thái Lan phụng hộ. Rồi, ăn cái này được rồi. Rồi, 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 rồi. R
Thank you.